Hôm nay chào mừng toàn thể các đại biểu Panel Biker. Chúng ta đang có mặt tại showroom Repsol Yamaha Motor để tham dự sự kiện lễ ra mắt Yamaha NR700 ngày hôm nay. Và tôi là Thanh Trúc, rất hân hạnh được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong sự kiện đặc biệt này. Quý vị và các bạn thân mến, vào tháng 4 vừa qua thì những hình ảnh đầu tiên của Yamaha NR700 đã được hé lộ tại sự kiện Repsol Hut sinh nhật lần thứ hai của Repsol Yamaha Motor, và chúng tôi rất vui mừng khi đã nhận được những phản hồi tích cực và những câu hỏi về thông tin sản phẩm từ tất cả các anh em biker. Và ngày hôm nay Repsol Yamaha Motor rất vinh hạnh sẽ công bố với tất cả quý vị về những tính năng cũng như là giá bán lẻ đề xuất của sản phẩm đến anh em biker. Không biết là mọi người chúng ta đã sẵn sàng để chào đón siêu phẩm duy nhất của năm nay chưa ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Một trong các anh lớn của dành cho Yamaha NR. Trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Repsol Yamaha Motor. Và ngay như bây giờ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Okuhira Yusuke, quản lý dự án. Welcome Mr. Okuhira Yusuke, Project Manager. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Thành, Phó trưởng phòng phòng quản lý dự án xe phân khối lớn Repsol Yamaha Motor. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Thanh, đại diện phòng kinh doanh khu vực miền Nam. Và xin được đồng nhiên chào đón quý khán đài Panel Biker. Chúng ta đã có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo trên tay thật lớn cho tất cả chúng ta. Yamaha NR700 là sản phẩm được đánh giá cao tại thị trường châu Âu, châu Á, và ngày hôm nay siêu phẩm Yamaha trong Yamaha Motor. Và giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời về khu vực sân khấu đại diện Repsol Yamaha Motor sẽ có những chia sẻ chi tiết về sản phẩm với tất cả anh em biker. Xin được trân trọng kính mời. Chào tất cả các quý anh chị biker, quý báo đài đã có mặt tại sự kiện chính thức ra mắt dòng xe Yamaha XR700. Showroom Yamaha Motor là một trong những showroom trưng bày và dịch vụ xe lớn nhất và đầu tiên ở khu vực phía Nam của Yamaha Motor Việt Nam. Tôi là Nguyễn Ngọc Thanh, tôi là đại diện phụ trách phòng kinh doanh xe phân khối lớn khu vực miền Nam. Ngày hôm nay tôi rất vui khi được đứng đây để chia sẻ với anh chị em biker và quý báo đài về dòng xe XR700 này. Sau đây, Thanh trước khi mà XR700 này về Việt Nam á, Thanh có nghiên cứu một số tài liệu và Thanh rất ấn tượng với cụm từ Patterson. Patterson ở đây không phải là một cảnh